Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là hai thường dân, linh vật, một chủ lực và một hiểm họa nha. Với Nunu tướng 5 vàng đây là Carry 9 cầm 3 trang bị lớn nha mọi người. Và phụ đang của mình đó là con Bevet 4 vàng này đang cầm vô cực kiếm nè. Hai cái Neko, một cái hình nhân thế mạng và một cái sắc chọn ấn hả? Chắc là mình sẽ lên level 7 đi ha. Đã bán thử xem nào, được cái ấn gì nha mọi người. Được 4 món á, hai cái ấn ngẫu nhiên với lại là hai cái ấn ở trong cái đồ hình của mình. Ấn đấu sĩ, thần đồng, đặc nhiệm và chủ lực. Chắc là mình sẽ lấy ấn chủ lực nha, tại vì mọi người đưa ra ý tưởng cho mình về con này cũng khá là nhiều đúng không? Như là tướng 4 vàng 3 sao là con Bevet, Virgo, Z hoặc là Seth cho mọi người cực kỳ nhiều luôn. Còn tướng 5 vàng thì vô số kể luôn á, như là ấn ngộ đạo nè, ấn chủ lực hoặc là ấn đặc nhiệm luôn á nha. Nói chung là mình vẫn đang săn từng cái một và làm cho anh em xem đây. Và nếu như mọi người nào mình xem thấy á, hãy đừng quên đây là một like để cái kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất nha. Động lực cực kỳ lớn luôn. Ông này là form bài tinh nhân đi chung với admin với cái mỹ lệ full đồ Sona Kari. Mình thắng được ở không đây. Nunu của mình á, đây là trang bị full tăng nha mọi người, với quyền năng giáp lửa và một trang bị thần thoại con. Ông này xin đờ ra kéo tướng vào. Đừng lo, Nunu lăn được, tại vì mình đang sở hữu được một cái lõi kim cương cực kỳ xịn sò con bò luôn á, là phước lành vũ trụ nha. Đam càng nhiều, hồi máu càng nhiều, và khi hồi máu đạt được một cái lượng nhất định rồi á, nó sẽ tạo một cái lượng giáp nha, rất là trâu luôn. Và mình cũng đang được một cái lõi nâng cấp tướng vi nha mọi người, khá là ngon để mà đếp máu đấy. Chủ thắng hai trận luôn rồi nè. Ủa, nhìn lại công top 1 gần qua ra 4 chấm rồi, vẫn là top 1 100 máu à. Những ý tưởng tại chế độ này á thì thật sự là cái này cũng dễ làm cả, nhưng mà phải săn mới có nha. Nhưng mà một ý tưởng phải gọi là cực kỳ khó làm luôn, mà hồi bữa giờ mình săn vẫn chưa được, đó chính là top 1 100 máu tại chế độ thần tài cao cửa này nha mọi người. Siêu khó luôn á. Hiện tại là mình còn hai cái Neko, mình vẫn chưa biết xài vào con này nè. Xài vào V, The Raven hoặc là CV thì lại phí quá. Nếu mà xài ngon nhất đó là tướng 3 vàng nha mọi người á. Mà form bài hiện tại của mình á, không có một cái vị tướng nào 3 vàng, mà cũng không biết kèm cái con gì vào luôn á. Nếu mà tầm Alistair thì ngon. Ông này u gốc vệ binh. Ủa, cá rương kìa ngon đấy nha. Chơi đạo chích luôn à. Căng nhờ. Ui, nhưng mà ông này đạo chích đặc nhiệm mạnh nha. Vi full đồ, u gốc full đồ, 4 đặc nhiệm luôn. Ông đang chấp một cái lõi kim cương luôn mà vẫn thắng mình đó. Level 7 hơn 50 tiền, đang chấp một cái lõi kim cương luôn nha mọi người. Tại vì ông lấy cái lõi xúc sắc đó mà chưa xài. Uầy, mạnh thế nhờ, chịu đấy. Hiện tại là mình vẫn chưa lắp gắn chủ lực nha, tại vì các form bài của mình đang có The Raven vào á. Anh em nên nhớ nha, chủ lực chỉ có thể kích hoạt được khi mà chơi 1 hoặc là 4 chủ lực thôi. Nếu như mọi người mà bỏ 2, 3 hoặc là cả 5, 6 chủ lực vào á thì nó sẽ không tính mốc nha, nó sẽ mất kích hệ đấy. Anh em nên lưu ý cái vấn đề này. Thì giờ ông nào tắt nắng ông top 1 coi, để ông cháy như vậy cũng hơi căng đấy. Nunu nó lăn nè. Cái con Nunu này là một cái vị tướng mọi người đưa ra ý tưởng nhiều nhất cho mình luôn á. Như là Nunu đặc nhiệm là mình có làm rồi nè. Nunu chủ lực, Nunu ngoại đạo, Nunu ngu binh, hoặc là Nunu đi chung với Hoàng thượng Giá Lâm nha. Thì mỗi cái ý tưởng đó đều có một cái sức mạnh riêng cả. Đây, hít kiếm luôn cho Bevet nha mọi người. Hay là trận này mình làm thử đó chính là Bevet chủ lực đi á. Một vị tướng 4 vàng hệ hiểm họ, đi theo quán chủ lực này mình nghĩ nó cũng mạnh đấy. Tại vì móc một chủ lực khi mà team bạn dưới 15% máu sẽ bị kết liễu nha. Còn mà móc 4 chủ lực cơ khi mà team bạn dưới 30% máu nha mọi người sẽ bị kết liễu. Một cái lượng sát thương cũng khá là khổng lồ. Lắp đồ tăng luôn cho Vi nha. Ông này là ui ôi, 4 hộ công. Mới đầu game và ông quốc cái firm bài là 4 hộ công 3 ngồi đạn như thế này thì căng đấy, nhất thống luôn mà. Level 7 và hơn 50 tiền. David gõ đi bạn. Sóc đam nó đi. Nunu lăn được nha. Con Leona này là một cái vị tướng 5 vàng carry, nó cũng khá là chiến. Khi mà gặp những cái form bài mà có nhiều tăng cơ như mình đó, thì nó gõ một phát thôi, nó xài kỹ năng thôi là bay màu mấy thằng luôn mọi người. Nhưng mà mình lo được, mình lo được. Nó chỉ thẳng mặt luôn kìa. Ui dồi, coi kìa, anh em, sao chơi. Nunu lăn được nè. Trời ơi, cầu siêu to khổng lồ. Mày. Rồi, cứ thắng thua như này là không ổn nha. Để cùng xem thử cái lõi thứ ba nào. Sức sống mới, thảm họa cấp thần với lại là khảm bảo thạch. Nếu như mà ngon nhất thì mình sẽ lấy cái khảm bảo thạch nha mọi người. Tại vì sức sống mới với lại là thảm họa cấp thần mình lại không có muốn chơi cho lắm. Mình không có muốn build một cái form bài là full hiểm họa. Tại vì và lay game nó khá là khó chơi. Mình đang muốn build một cái form bài
tướng 5 vàng hoặc là 4 vàng 3 sao. Và chắc chắn rồi mình phải đi theo cái form bài đó chính là Istoria nha. Tại chế độ của mình đang chơi là chế độ thần tài gõ cửa. Anh em nào mà chơi tướng 1, 2, 3 vàng carry lúc đầu game thì rất là mạnh, nhưng mà càng về lúc cuối game nó sẽ cực kỳ đuối luôn, chơi không lại, chắc chắn là sẽ thua và out top. Trừ khi nào mọi người phải lên được sớm đồ đẹp thì lọt top 4 thì được, chứ đừng có mơ đến cái việc top 1 với tướng 1, 2, 3 vàng carry. Anh em phải nuôi thêm tướng 4 hoặc là 5 vàng 3 sao nữa. Tại vì tiền ở trong đây nó cho mọi người liên tục mà, lên tầm level 8, level 9 dễ lắm. Ông này là Aphelios carry với cái form bài là ngu binh thổ công với lại là linh vật à. Ôi trời ơi, top 1 100 máu luôn nè mọi người. Mình mà thắng được là mình cho ông đi luôn. Hơi khó. Aphe của ông đồ đẹp quá, cái form bài cũng đẹp nữa. Khó nhờ. Ông có nhiều đồ là ông lắp hết luôn rồi đó. Và ông đang còn dư tận 3 cái Neko chưa xài. Một cái sức mạnh ác thiệt chứ. Chịu anh em. Ui. Trời ơi, Nunu mà nó lăn là được một cái phát nữa thôi nha mọi người. Nó quay xe thôi đó là giết được cả CV, Enny, Galio với lại là con Aphelios luôn á, là thu ít lại. Mà không sao, thu cái tầm này mình còn xuống dưới 49 máu nha, là được một cái phần quà siêu to luôn. Khi mà xuống dưới 50 máu, độ ánh sáng nè, cái này là cái cơ hội để cho mình lật kèo lại đó. Tại vì độ ánh sáng nó tương đương với một cái lõi kim cương rồi. Mảnh đồ nhỏ nữa nè, và một tách đồ lốc ánh sáng hả? Cái đầu xanh đó chứ. Lốc ánh sáng thì hơi bị khó xài ở tầm này mọi người à. Thật sự là hơi bị khó xài. Câu gót luôn nè. Đấy, u gót ra tầm này mình nghĩ là hợp lý đó. Tại vì tầm này là tem bạn cũng nhiều tướng á. Mình hất tung thì nó cũng được nhiều tướng hơn. Tỷ lệ rớt rồi nó cũng cao hơn. Ông này ở ra 4 chấm mà đã có cây sao 3 sao rồi. Tại vì có hai cái Neko mọi người. Neko kiếm tướng 3 vàng 3 sao dễ lắm. Nhưng mà hơn mình hất tung được nó luôn kìa. Hất tung từ lưu hụt dưa mà chúng tùm lum tùm la luôn. Mà hơi khó thắng nha. Có rương hay không đây? Không có rương rồi. Aure thả liên tục với Sojin nè. Cài xe 3 của chúng tôi. Cài xe 3 nè. Chỗ nó bắn rồi. Ác vậy. What the hell? What the hell? Aure. Pon. Mày giỡn. 3 vàng 3 sao. Anh em thấy không? Tướng độ hình của mình nó chỉ là 4 vàng 1 sao thôi đó nha. Nhưng mà được cái là mắc tiền á. Nên thắng tướng 3 vàng 3 sao là chuyện dễ dàng. Đây là mới có form bài 4 tiền thôi nha, mới có form bài 5 tiền được coi. Tướng 3 vàng 3 sao mình nghĩ là không có tuổi để mà chơi tại chế độ này luôn á. Và nếu như mọi người nào mà có ý tưởng gì hay và muốn mình thực hiện á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một. Bình luận của anh em từ bình luận khen, chê hay là góp ý hay là hoặc là đưa ra ý tưởng á, là mình đều đọc hết nha. Mọi người khỏi cần phải lo luôn. Mọi người nào mà thường xuyên bình luận tương tác ở kênh mình á thì sẽ biết mình trả lời hầu hết luôn á và team các kiểu. Samira, Bevet. Khi mà làm chủ lực á thì mình sẽ luôn luôn muốn hướng tới là một cái form bài 4 chủ lực nha, cho nó mắc binh. Tướng 5 vàng là con Janna, một cái thông đạo nữa, hai thông đạo rồi. Lắp luôn cái găng bảo thạch nha mọi người. Anh em đừng hỏi tại sao mà mình có cái lõi khảm bảo thạch rồi mà còn lắp găng bảo thạch chi nữa. Tại vì khi mà cái tỷ lệ chiến mạng của mọi người nó vượt quá 100% á thì tỷ lệ chiến mạng nó sẽ được chuyển hóa thành sát thương chiến mạng nha. Thì khi mọi người mà chơi cái lõi khả bá thạch này rồi á, mà còn lắp 3 găng nữa thì nó sẽ cho mọi người nè sát thương chí mạng lên rất là nhiều. Nó sẽ chuyển hóa qua hết. Cái The Raven nè bỏ vào luôn nha mọi người á. 4 chu lực 3 hiểm họ. Nhìn cái form bài có vẻ hơi bị thiếu tăng nha. Hơi bị thiếu tăng đấy. Lóc lên. Úi ôi. Ông này nhìn cái quả Lee Sin, Blitz, Kem Mỹ Lệ mà đồ ác như thế này. Vãi chưởng. Sao ông này roll hay ta? À đúng rồi, quên, ông có lõi tiêu dùng thông minh vừa roll vừa lên cấp. Một cái form bài nó vừa 3 sao nhiều mà nó còn lượt level 8 nữa. Ui, Ugot hất tung nhiều mà không được rớt một cái rương kìa. Ảo vậy. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thua 9 con tướng. Mét từ 49 máu thua một phát còn đúng 32 máu mọi người ơi. Bevet 5 con nha mọi người. Auren Soi 2 sao luôn rồi nha. Và Vi 2 sao cùng 2 thông đạo. Không biết thắng nổ không ta. Tại vì cái dần tăng của mình nó hơi yếu á. Ông này hai con Virgo 2 sao. Lõi đấu sư luôn. Wow. Bevet chọn đi bạn ơi. Bevet full đồ 4 chú lực nha mọi người. Carry nổi không đây. Ủa sốc đam nhưng mà gặp cái ông này ngu binh nữa. Ngu binh với lại là hộ công. Chọn nó. Hay quá. Chọn được anh em.
chọn được anh em. Giáp gà ánh sáng, giáp gà ánh sáng này trâu vậy. Wow, cũng thắng được, cũng thắng được hơn 5 cái đam chứ ít gì. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Với lại là mình chết sơ qua cái trận này rồi nha, không có ai chơi BVS chung với mình cả, nên cái việc mà roll được BVS 3 sao á, mình nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn tí. Nhưng mà cũng tùy vào nhân phẩm thôi, hơn thì nó tự ra, còn không thì nó khó anh em, cũng chịu đấy. Rồi bỏ Zed vào nè, thay đồ luôn nha. Lúc đầu game lấy Nunu quá đếp máu thì khá là ổn, tại vì tướng 5 vàng á, mình thấy là những con tướng hiểm họ như là con Fiddlesticks, con Ugok á, lúc đầu game đó mà có sớm thì đếp máu rất là tốt. Còn nếu như mà không á, thì lấy những con như là Nunu, Mordekaiser hoặc là đúng rồi, Nunu với lại là Mordekaiser nha mọi người á, là hai con tướng 5 vàng đếp máu cũng cực kỳ ổn luôn. Hiểm họ với lại là hang đó, chủ lực các kiểu á, đếp máu ác. Giáp lưới luôn nè, lấy lắp luôn cái giáp gai cho em nói nha, cứ đồ full tăng mà vẽ thôi. Bài vẽ đâu rồi, Zed 2 sao, Mid Fortune 2 sao, xin thằng con Ugok 2 sao đó là đẹp. Thay Eco vào luôn nha mọi người, 3 hộ công, à nhầm, 2 hộ công. Chuyển đồ qua cho Mid Fortune nha, đây. Mid Fortune này 4 chủ lực mà không có cầm đồ thì nó lại hơi bị phí. Hai cái form bài mà mình nghĩ là mạnh nhất để mà đếp máu lúc đầu game với lại là chơi về cuối game luôn á, một là chủ lực, còn hai là ngoại đạo. Còn về cuối game thì chắc chắn rồi mọi người sẽ từ từ dần dần và chuyển qua một cái form bài là tướng 5 vàng. Ông này là Syndra, Janna 2, Ugok 2, Fiddlesticks 2 sao, đi thêm với Aphelios Carry nữa. Nhưng mà mình vẫn thắng được á, mình nghĩ là thắng được. Bevet, vãi nó bạn. Trời ơi, con Bevet nó bị con Leona chỉ thắng cái anti vào đầu luôn. Sao mà chơi khó gì ta. Mình nghĩ cái trận này là bắt buộc phải BVS 3 luôn á thì mới lọt top nổi nha, chứ thôi là cũng hơi khoai. Cái form bài của mình nó cũng đâu là phải yếu đâu mọi người, nó cũng mạnh mà, 4 vàng 2 sao một đống luôn, tướng 5 vàng cũng có 2 con mà, sao không thắng nổi luôn á ta. BVS 6 con nè, Samira 6 con luôn nè, cứ nuôi đi mọi người ơi. Samira 7 con nè, con nào lên được 3 sao trước á thì cứ cho nó lên thôi. Mình nuôi cả BVS, Samira với lại là Zed luôn, tham lam một tí nhưng mà lên được á là nó sẽ rất là mạnh nha. Ông này Samira, Mid Fortune 2, Mordekaiser, Ugok. Mordekaiser 2 con luôn hả? Ác vậy. À, song sinh ma quái. Mid Fortune bắn được, BVS còn sống nha. Ui ôi, bị Mordekaiser nó gõ kìa. Mid Fortune hồi mana lẹ, ai da, 6 máu anh em ơi, 6 máu mà thua một trận nữa đi. Trận sau bắt buộc phải roll được BVS 3 sao, còn không là mình đành chào tạm biệt tất cả mọi người rồi. Đợi cô để mà bán tướng nha, tích tiền lãi mọi người ơi. Ok, vừa đủ. BVS, come on, BVS thua sắp mặt lợn luôn. Eco 2 sao à, lên luôn em nói đi mọi người à. Đây, thật sự là các phơm bài của mình nó không up được thêm cái gì nữa ngoại trừ con Ugok với lại là con Mordekaiser 2 sao. Đổi đồ một tí nha mọi người ơi, mình đổ một tí thôi, để khi nào mà con Bevit này lại được 3 sao rồi á thì mình sẽ chuyển đồ lại nha, cho mình thấy 2 sao nó carry không nổi. Mọi người bây giờ toàn là các form bài 5 vàng 2 sao không à. Mọi người nhìn nè, Janna, Afe, Fiddlesticks, Mordekaiser, Leona full 2. Mid Fortune, ok, bắn cực kỳ đẹp nha. Samira với lại là Mid Fortune còn sống nè. Bắn được, Zed còn sống luôn nha. Bắn. Ok. Vẫn dãy được thêm một round nữa. Và hết round đi chợ này là mình sẽ được thêm một cái xúc sắc nha. Và khi mà xúc sắc kiếm tướng hiểm họa thì nó lại khá là dễ, tại vì nó sẽ ra tướng hiểm họa thôi nha mọi người. Và ở tầm level 8 này, nếu như mà xúc sắc á thì mình nghĩ nó sẽ auto ra, đó chính là tướng 4 vàng hoặc là 5 vàng là chủ yếu. Còn tướng 3 vàng á thì hên xui may rủi thôi. Tính lụm con Mordekaiser về, hên xui up được Mordekaiser 2 sao, lụm luôn cái gửi thư. Nhưng mà người tính là sao bằng trời tính được, người ta lụm trước rồi. Wow, cái trận này tôi chắc chắn luôn là không lên được Mordekaiser 2 sao nha. Tôi chết qua 4 ông thì ông này cũng làm Mordekaiser cả.
nhìn có mồm luôn. Và ba ông là Madagascar 2 sao rồi, quái trưởng. Rồi một đống tiền nè, trang bị lớn và xuất sắc luôn nè. Ui, không ra một con Bevit. Gì thế này? Cái gì thế này? Hỏng người rồi này em ơi. Không ra một con Bevit nào. Ôi dắt 6 con luôn rồi. Ôi dắt 7 con luôn rồi. Gì vậy? Có khi nào anh em? Dắt 8 con. Quần què vậy? Có khi nào dắt 3 sao trước luôn không trời? Rồi. Ui, thật luôn. Dắt 3 sao thật luôn. Từ 3 con dắt nha, mình về mình xúc sắc, mình roll chơi một phát lên 9 dắt 3 sao luôn. Game lại dễ. 6 con Bevit nè. Lóc lên bạn ơi. Ui, lóc được cái quả cây xanh này là hợp lý đó. Ông này set vệ quân với lại là thần giáp. Ok, dắt 3 sao thì mình nghĩ nó cũng khá là khó thua. Bevit chặt được nè, Samira 3 cho bị lớn nha. Mid Fortune cũng là như vậy. Đấy, tầm này thì sao mà đó. Rồi, trời ơi, nó còn phân thân ra được 4 giáp 3 sao nữa. Bạn đánh tới sáng mai nha. Giờ con Bevit này sao lên ta. Cái trận này sắp end tới nơi rồi. Anh em nhìn máu kìa. Thằng nào nó cũng xem nhau. Wow. Cái này là phải khó lại nha mọi người, chứ hết tiền mua tướng rồi. Một phát hai con. Phải khó lại thôi. Chết qua sơ cái nào đây. Không ai chơi Bevit cả, nhưng mà do mình xui thôi. Giờ mình phải canh lốc nè. Tại vì đây là lốc ánh sáng đó, nó lốc một phát là gần như là mất nửa cuộc đời rồi anh em ơi. Lốc một phát là mất nửa cuộc đời rồi. Ok, lốc được Aphelios là ngon đó. Ông này là Nunu 2 sao mà 2 con luôn. Giúp gà ánh sáng luôn kìa. Thôi mình có cung xanh đó. Giác 3 sao là hơi bị trâu nha. Mifatun bắn được Bevit. Móc nó. Rồi win. Ok. Ủa cái trận này lúc đầu game mình bị đắm ỉ luôn á anh em. Nhưng mà hơn chơi hay không bằng chơi độ. Lên được cái quả giác 3 sao này đỡ vãi. Tăng trâu thật sự. Đây nhân phẩm nó sẽ dồn hết vào cái khúc này nè. Một là Rodnerco hoặc là rau sau mình phải bắt buộc nó được lên Bevit 3 sao. Còn không thì hơi đuối đấy. Còn 4 ông thôi. À 5 ông chứ. Mà ông nào cũng 6 máu 18 máu. Từ top 3 trở xuống nha. Bây giờ qua rau 6 chấm á, thua đúng một trận thôi là đi. Còn ông mà 21 máu trở lên thì sống lâu được hơn chút. Tại vì cái lượng máu mà trừ tại chế độ thần tài này á, nó sẽ ít hơn so với cái lượng máu bị trừ tại chế độ bình thường nha mọi người. Kiểu như là con bét với lại là tướng á, nó trừ ít máu hơn. Bevit nào. Mid Fortune nè. Mid Fortune nè. Trời ơi, không ra rồi. Không ổn rồi. Không ổn rồi mọi người ơi. Chết tôi rồi. Chuyển đồ qua cho Eco luôn nha. Ở đây rồi. Từ. À, bán này đi anh em ơi. Bắt buộc phải bán thôi, thiếu 2 vàng. Đây, Bevit 3 sao chủ lực với lại là Zac 3 sao, bay trang bị lớn nha. Để cùng xem thắng được hay không. Bevit. Ui, chọt đâu nha mọi người. Chọt nè. Đây ông này là ngu binh. Chọt hơi bị đau luôn nha mọi người. Tại vì 4 chủ lực khi mà team bạn dưới 4 30% máu là bị kết liễu hết. Và mỗi lần con Bevit nó lướt á, nó chọt chắc là phải cả chục đòn đánh thường á. Ác nhô. Đây. Cơm bách lại đó. Bây giờ mình phải roll kiếm lại con Vi. Tại vì Vi nó đang là hộ công với lại là có một cái nâng cấp tướng á mọi người. Ok, đổi đồ lại nè. Bevit cầm vũ điệu tử thần bàn tay công lý với lại là một cái ống chủ lực nha. Mid Fortune cầm Sojin và hai cái găng. Còn cái lốc này là mình sẽ canh nha. Gặp trong top 3 này thì lốc một là Kai'Sa, còn hai là con ở bên phải thôi. Từ từ lốc nha mọi người. Cái này vào trận lốc sâu cũng được. Rồi bay lên nè. Ui, ông này set 3 sao full tăng.
năm thần giáp. Từ từ mình ăn được, mình ăn được. Ui, nó chọt kìa này. Ui, sốc đem ác vãi. Có đồng hồ cát rồi. Chọt 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 chọt. Cung xanh mà anh em ơi. Có cung xanh. Xét bè nè. Đánh thường một phát, một ke đem sát thương chuẩn cộng với 800 đem phép và cộng với 400 sát thương vật lý nha. Thì tổng đem mà con Bevis này nó gây ra là tầm 2k2 đem cho một lần sử dụng kỹ năng. 2k2 đem nha mọi người. Một cái lượng sát thương phải gọi là khá là ảo ma đó. Con xét có tầm 3k mấy máu à. Chọn phát hơn 50% máu thì chơi bờ cái gì đây. Ui, Ron không được con Vi à. Nhưng mà có Alista bỏ vào tạm nha. Kích hộ công với lại là ngu binh nè. Hôm nay là có cái form bài Exodia, Cinderella, Janna, Leona. Nói chung là 8 tướng 5 vàng thì ổng sở hữu cũng tầm 7 con rồi. 8 tướng 5 vàng thì ổng sở hữu cũng tầm 7 con tướng 5 vàng 2 sao rồi đó mọi người. Thắng được không ta? Mình lóc được con Aphelios nha mọi người. Ổng ném Ugot 2 sao vào nữa chứ. Mày vết chọt. Sốc đam là hơi bị ác. Bé bé chọt. Sốc đam là hơi bị ác. Uầy, một chọt chết ba mạng kìa mọi người. Mày là con phít đội stick. Chọn nó. Ui ôi. Tay chân tí ly. Tay chân tí ly luôn mọi người à. Uầy, đam kìa. 11.111 đam. Holy shit. Rồi đi chợ, cái trận này về là sẽ có một cái Neko nha. Một đống vàng và nếu mà Hensume rủi á thì mình sẽ nhận được thêm, đó chính là một cái giáp thiên nhiên nữa. Hên xui thôi. Một cái thông đạo đấy nha. Lấy số lượng tí đi. Cái đội hình của mình nó chỉ cần tăng thôi mọi người à. Tăng càng lâu để cho con Bevet nó xả đam là càng tốt. Đây tôi biết ngay mà một cái giáp thiên nhiên tỷ lệ rất là cao luôn. Bỏ kích một chút siêu lừa nè, Echo nè. Tầm này Ron kiếm Leona là hơi khoai. Nhưng mình không lên được Echo 3 rồi. Có fit đồ stick này nha mọi người à. Bỏ vào lấy thêm một chút hiệu ứng khống chế là chủ yếu thôi. Ông kia fit đồ stick sắp 3 luôn kìa. Gớm mồm vậy. Mình vẫn lock con Aphelios nha. Vẫn lock nha mọi người. Ok. Vẫn như hồi nãy đó. Để biết chọt được. Uầy. Nó chọt ác chưa. Nhìn nè. Cứ mỗi lần nó lướt là tầm 2 đến 3 mạng nha. Ác chưa. Ác chưa. Ác chưa. Ui. Bị sốc đêm chết rồi. Không ổn anh em ơi. Không ổn mà thua rồi. Thua. Giết. 4 con sẽ giết 3 sao. Ok vậy. GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.